Vâng, thời tiết trong những ngày cuối năm thì được mọi người rất là quan tâm, bởi vì là đặc biệt là trong buổi tối ngày hôm nay 30 Tết thì nhiều gia đình có kế hoạch ra ngoài xem bắn pháo hoa để đón giao thừa. Vâng. Miền Bắc thì như chị Hiền đã nói là ngày mai thì có thể nắng ráo, nhưng thời tiết trong buổi tối ngày hôm nay thì độ lạnh như thế nào và liệu có mưa không? Dạ vâng ạ, trong ngày hôm nay thì mức độ rét cũng tương đương so với ngày hôm qua. Và sáng sớm nay thì chỉ có một vài nơi ở ven biển là có mưa nhỏ mà thôi. Thế còn đến trưa chiều nay dự báo là sẽ tạnh, toàn miền trời khô ráo, thuận tiện để cho mọi người có thể hoàn thành nốt các công việc còn lại để có thể đón năm mới. Nhiệt độ cao nhất hôm nay tại Hà Nội và nhiều thành phố phổ biến trong khoảng là từ 13 cho đến 17 độ C. Riêng Sơn La, Điện Biên Phủ nhiệt độ cao hơn từ 21 cho đến 26 độ C, trời có nắng. Miền Bắc khô ráo, còn miền Trung hôm nay lại mở rộng vùng mưa do là không khí lạnh vẫn đang dồn sâu xuống. Đông Hà, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn sẽ là những điểm mưa mới trong ngày hôm nay. Mưa xảy ra ngắt quãng, có nơi mưa to. Nhiệt độ có sự khác biệt, từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh trời rét 16 cho đến 18 độ C. Đồng Hới đến Huế trời lạnh 20 cho đến 23 độ C. Phía Nam đèo Hải Vân nhiệt độ cao hơn hẳn, từ Đà Nẵng xuống đến Phan Thiết sẽ dao động là từ 26 cho đến 31 độ C. Còn với khu vực Tây Nguyên, dự báo ngày cuối cùng của năm Quý Mão, thời tiết vẫn sẽ có nắng, kéo dài từ sáng cho đến chiều tối. Nhiệt độ cao nhất phổ biến là từ 29 cho đến 31 độ C, riêng Đà Lạt là 23 độ C. Khu vực Nam Bộ, thời tiết lúc này đang khá mát mẻ, dễ chịu, nhưng mà sau 10 giờ thì trời sẽ chuyển nắng mạnh và nóng dần. Nhiệt độ cao nhất hôm nay tại thành phố Hồ Chí Minh và phần lớn miền Đông Nam Bộ là từ 34 đến 35 độ C, còn ở miền Tây sẽ dao động trong khoảng là 32 cho đến 34 độ C. Vâng, cảm ơn chị Thu Hiền với những thông tin chi tiết vừa rồi để mọi người có thể chuẩn bị kỹ hơn khi ra đường ngày hôm nay.